Trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa, Thương mại và Khách sạn Hà Nội Moscow, Ban chấp hành Đạo tràng Phật tích Moscow vào hôm 19 tháng 4 đã long trọng tổ chức lễ công bố và kêu gọi phát tâm công đức xây dựng niệm Phật đường tại Moscow, Liên bang Nga. Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện Đại sứ quán, Hội Người Việt, Hội Doanh nghiệp, các hội đoàn, các công ty và đông đảo bà con cộng đồng đang làm ăn sinh sống tại Moscow và các tỉnh thành khác tại Liên bang Nga. Thay mặt Ban xây dựng niệm Phật đường tại Moscow, Liên bang Nga, ông Nguyễn Cảnh Hùng Lĩnh cho biết, cùng với chùa Một Cột đã hoàn thành trên khuôn viên, dự án xây dựng niệm Phật đường không chỉ nhằm đáp ứng mong mỏi của đông đảo những người yêu đạo Phật, mà còn là điểm đến, là quần thể tâm linh của bà con cộng đồng đang học tập làm ăn sinh sống ở Moscow nói riêng và ở Liên bang Nga nói chung. Dự án này đã nhận được sự ủng hộ tích cực của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây á, thực sự là một cái địa chỉ tâm linh và văn hóa để cho bà con cộng đồng có thể đến, là cái chỗ dựa, là cái niềm tin, là cái cội nguồn mà chúng ta hướng về. Và cái niệm Phật đường tại Moscow cũng chính là cái nơi mà chúng ta bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thượng tọa Thích Đức Thiện đã chuyển số tiền công đức 10.000 đô la do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đóng góp vào việc xây dựng niệm Phật đường tại Moscow. Ngay trong ngày đầu tiên, số tiền công đức đã đạt đến gần 100.000 đô la Mỹ từ đại diện các hội đoàn, hội đồng hương, công ty, các cá nhân và bà con cộng đồng người Việt. Nhiều bà con từ các thành phố xa như Krasnodar, Volgograd, Saint Petersburg cũng về tham dự buổi lễ và góp phần công đức. Trong số đó có cả Phật tử người Nga. Là một người yêu đạo Phật, tôi thành tâm ủng hộ dự án xây dựng Phật đường ở đây và sẵn lòng tham gia, giúp đỡ bằng tất cả những gì mình có thể. Bên cạnh chùa Một Cột độc đáo ở thủ đô Moscow, niệm Phật đường sẽ là điểm tựa tâm linh vững chãi cho những người con Việt Nam trong cuộc sống đầy cam go, thử thách nơi xa xứ, là cầu nối cho các thế hệ người Việt trở về với cội nguồn văn hóa dân tộc, đồng thời cũng là nơi giới thiệu tinh hoa văn hóa, giá trị tinh thần của người Việt với bạn bè Nga và quốc tế. Mong muốn của chúng tôi là niệm Phật đường sớm được thành công và đi vào hoạt động để bà con thể đến đây thắp nén nhang, cúng dường lên Đức Phật, thanh bông hoa trái. Theo dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào đầu mùa thu năm nay, đúng dịp Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2014.